Sáng ngày 10 tháng 6, xe khách biển số Hà Tĩnh lưu thông trên cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn theo hướng Nam Bắc. Khi đến địa phận thị xã Nghi Sơn, xe bất ngờ bị hỏng cầu sau bên lái, khiến hai bánh văng ra ngoài, chạy tự do trên mặt đường. Tài xế phát hiện sự cố đã phanh khẩn cấp, đánh lái đưa xe tấp vào làn bên phải theo hướng di chuyển. Cùng thời điểm này, ô tô tải biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông cùng chiều do bất ngờ đã va chạm vào hông xe. Cú va chạm khiến xe khách bị vỡ một số tấm kính chắn gió hành khách và tổ lái không ai bị thương gần trưa toàn bộ hành khách đã được nhà xe chuyển sang phương tiện khác tiếp tục hành trình hiện trường sự cố hy hữu đã được lực lượng cứu hộ giải phóng